Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Evuzi Auto. Trong một cái ngày thời tiết chiều muộn rồi, thế nhưng mà chiếc xe này vừa về xong và em cũng lên sóng luôn cho anh em để anh em có được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về cửa hàng. Hôm nay là một loạt các cái xe bán tải được cập nhật về cửa hàng, và chiếc xe này là một chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 2015 bản full, máy dầu 3.2 2 cầu, số tự động 6 cấp và xe thì chạy cực kỳ mượt mà. Một cái dòng xe túi khí an toàn xung quanh xe, nội ngoại thất đẹp, option nhiều, công nghệ hiện đại. Và cái dòng này thì nó là dòng xe của vua bán tải rồi. Các bác nào mà thích cái dòng xe form đẹp, dáng ngon, tiết kiệm nhiên liệu, khỏe, lành và đặc biệt là cái độ bền bỉ cao thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Một chiếc Ford Ranger bản Wildtrak là bản full kịch với 2 cầu, đấy, máy dầu 3.2, đấy, option nhiều. Và con này thì có lắp thùng thấp nhá. Lắp thùng thấp rồi, các bác về cũng không phải làm gì. Xe thì ngon lành, sạch sẽ đấy, giấy tờ hồ sơ thì đầy đủ. Về là các bác chỉ việc sang tên thôi. Dàn la răng phay, đấy, dàn lốp còn mới. Và xe thì gầm bệ sắt xi của xe thì không có han mọt. Đấy, các bác nào mà cảm thấy mà muốn yêu cái dòng xe này và muốn mua một chiếc xe gọi là vừa lành vừa bền vừa chất ấy, thì em mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn. Đấy, bên em thì đợt này bán tải về rất là nhiều, thoải mái cho các bác lựa chọn luôn. Nếu các bác không muốn lấy Wildtrak 2 cầu thì các bác có thể lựa chọn sang XLS ngay trước mặt các bác kia kìa, ở xa kìa, ngoài cùng kìa. Thì con ấy là 2017, em bán cái giá là 468 triệu nhá, 468. Thế còn con này là XLS 2015 thì bản này là bản một cầu số tự động thì đang bán cái giá là 396 triệu. Còn em này cũng 27 này. Đấy, rất nhiều xe, thoải mái cho anh em lựa chọn luôn nhá. Còn nếu anh em mà thích Wildtrak nhưng mà phải full đồ, full kịch, độ chế nhiều thì đây, ngay trước mặt các bác này. Con này thì độ phổ gọi là thánh của full đồ rồi, còn hơn cả Raptor luôn. Và đồ độ của nó hơn 100 triệu đồng, 150 triệu đồng. Thì anh em mua con xe này là anh em chỉ bỏ ra với cái số tiền là ngang bằng con xe này thôi. Có nghĩa là anh em có hai lựa chọn nhá. Một là xe này, hai là xe này, cùng một cái giá tiền như nhau, cùng đời, cùng là bản full Wildtrak luôn. Thế này là anh em cứ yên tâm là không phải nghĩ ngợi gì nhá. Xe vừa về cửa hàng em xong, đấy, option nhìn miên man luôn, xe đẹp, máy dầu gầm bệ chắc chắn, khỏe. Và anh em mà mua con này về thì quá yên tâm luôn. Và chiếc xe này thì em đang bán cái mức giá là chỉ có 529 triệu đồng cho chiếc xe này thôi. Vâng, rất là hợp lý so với một chiếc xe bản full Wildtrak cùng tầm tiền đời 2015. Còn 2016 thì em đã bán là 590 rồi, nhưng mà hiện nay là đang không có hàng. Còn 2018 thì nó là bản 2.0 rồi, không thể chất được bằng những cái bản này. Thế nên anh em nào mà cảm thấy yêu thì mời anh em qua trực tiếp xem xe. Đèn của xe thì không có độ nhá. Đấy, sử dụng bi và có đèn pha là halogen nhưng không có độ. Hệ thống cảm dưới, đèn dưới của xe là đèn vuông. Đấy, anh em nhìn này, có mắt cảm biến phía đằng trước nhá. Và đảm bảo cho anh em tránh được va chạm. Đấy, mặt nhựa của xe thì còn nguyên và toàn bộ logo chữ Ford. Cái này là được độ hàng đây này, cái này độ hàng này. Thì chữ Ford đỏ rất là xịn sò. Và xe thì gần như là nguyên mọc luôn. Anh em về là không phải lo lắng suy nghĩ gì là chuyện là xe nó có độ chế cháo thì không, có ảnh hưởng đăng kiểm hay không nhá. Đăng kiểm thì chiếc xe này đến tháng 8 năm 2024. Đấy, tôn cabo à. Đấy, tôn cabo căng nét đẹp đẹp luôn. Và đây là một chiếc xe có kính này này anh em ơi, kính còn zin nhá. Em này là kính còn zin, sơn vỏ ngon, dàn la răng đẹp và đang sử dụng dàn lốp đun lốp AT Ranchek 20. Lốp căng nét là nẹt luôn, lốp 265-60 la răng 18. Em này thì phanh đĩa là hai bánh trước và đằng sau cũng là phanh tăng trống thôi. Còn về phần option thì riêng cái dòng Wildtrak là nó có xi nhan tích hợp trên tay gương. Và em này là một chiếc xe bản 3.2 máy dầu số tự động. Có bậc bước để chân rất là chắc chắn rồi, tôn vỏ thì khỏi bàn. Đấy, tôn này. Đấy, tôn vỏ đây. Và anh em có thể để ý cho em là nội thất riêng dòng Wildtrak thì nội thất của nó thì đúng là quá xịn sò rồi. Ghế chỉnh điện nhá. Đầu tiên là nhà riêng bán tải nhưng mà ghế chỉnh điện luôn, cao cấp luôn. Đấy, nội thất ghế này, ghế chỉnh điện này, ngửa ghế tựa lưng này ok. Và xe thì có cái sàn của xe rất là sạch. Đấy, sàn sạch luôn này. Anh em nhìn là sàn nỉ nhá. Con này là sàn nỉ chứ không phải sàn da như những cái dòng xe bản thấp nhá. Đấy, sàn nỉ luôn. Và các bác có thể để ý là đấy, nó báo cảnh báo cho em rất là nhiều. Mà vào trong cái nổ máy sướng thế nào. Đấy, riêng em này nổ máy cái biết ngay. Đấy, động cơ máy nó êm và xe thì rất có lực. Đấy, đồng hồ gắn lăn bánh là đồng 11 vạn 8 rồi. 11 vạn 8 và đây các bác nhìn này, toàn bộ vô lăng này. Thời tiết hơi tối này, này em sẽ review nhanh cho các bác luôn. Vâng, xe này thì thực sự các bác là không cần phải làm cái gì luôn. Về chỉ việc đi thôi.
vô lăng lái nhẹ nhàng. Hệ thống trợ lái của dòng này thì nó quá nhẹ rồi. Đấy các bác nhìn này, nó không bị lặng lái tí nào. Và xe thì đang sử dụng hệ thống điều hành sinh 2 nhá, màn hình sinh 2. Có kết hợp mê một số cái chức năng. Nói thật các bác là riêng cái dòng này thì sinh 2, sinh 3 thua luôn con Android. Nhưng mà thôi không vấn đề gì. Chủ yếu quan trọng nhất là chất xe là sắt xe zin. Đấy, mặt táp lô xe là bằng da và da căng cứng luôn này các bác ạ. Đấy, em này thì được cái là có đèn, cái gạt mưa là auto. Đấy, có nước mưa cái là full là ok. Đấy, điều hòa mát lạnh luôn này. Đấy, điều hòa điều chỉnh auto nhé, chỉ cần auto thôi. Nhưng mà cái này thì mình điều chỉnh thôi. Còn đèn bên trong à. Đấy, đèn thì hơi gọi là hơi tối một chút. Đấy, hơi yếu sáng một chút. Cái này thì có thể là mình độ thêm hệ thống đèn. Còn bên trong này thì đây các bác nhìn này, cần số là con này là à. Đây cần số là số tự động các bác nhá. Nhưng mà có kết hợp với cả số tay, nếu mà mình gạt xuống D. Gạt xuống đây này và mình sang này thì là sẽ xả số tay. Thế còn về phần cầu thì cái em này là đang sử dụng là hai cầu, thì em đang để là chế độ một cầu và có khóa vi sai này, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ chống trơn trượt và hỗ trợ dừng đỗ. Còn bên dưới là cái khu vực cổng sạc ở ngay cái khe dưới này, đấy còn rất là nhiều. Các bác để ý là cái phần cần số của xe đấy thì nó tương đối là mới, đấy nó không cần số ra khâu nó còn đẹp chứ nó không bị như kiểu là xe dùng nhiều. Và đây là một chiếc xe mới chạy được có 11 vạn thôi, nên là các bác nhìn nội thất ghế này, nội thất ghế cái bên này hay là cả cái bên người lái em đang ngồi á thì nó còn rất là mới, nó không bị cũ như kiểu là cái kiểu ngồi lâu ngồi nhiều. Và vô lăng cần số các cái của xe thì vẫn còn nguyên tất cả các cái phím bấm, nó không có bị mờ, không bị mòn. Đấy, đấy là một điểm cộng nhá. Và xe là có túi khí an toàn. Ôi còi to, con này phải nói còi to. Đấy, chống cằn lệch làn các thứ đầy đủ luôn các bác ạ. Đấy, và đây em này thì được cái là đèn con này cực sáng luôn. Đấy, đèn thì bật thế này nhá. Là lúm điều chỉnh đèn ô tô, điều chỉnh góc mở này, điều chỉnh đèn gầm. Rồi, bây giờ ta sẽ cùng ra cái khoang lái quen đằng trước của xe để nhìn. Đấy, các bác nhìn ngay cái quả mà nó sáng lên cái con xe City là biết rồi. Đấy, quả đèn gầm của xe đèn bi pha này. Đấy, bên đèn gầm của xe này. Đấy, ánh sáng toàn sử dụng ánh sáng vàng thôi nhá. Đấy, và đèn là đèn zin. Đấy, đèn zin luôn. Em này thì được cái là điểm cộng đó là xe là còn gần như là nguyên bản hết. Vâng, keo chỉ cánh là zin cho các bác này. Đây là chỉ cánh là zin này. Đấy, toàn bộ chỉ cánh là zin cho các bác luôn. Và tappy sạch, kính điện lên xuống là nhẹ nhàng. Thời tiết này mưa gió này là nói các bác là mình mua những cái con như thế này về là tránh mưa tránh nắng đi lại cho nó đỡ khổ. Đấy, các bác kia. Vâng, đỡ khổ nhá. Nội thất hàng ghế phía đằng sau thì cũng tương đối là rộng. Đấy, đằng sau đẹp luôn này. Đấy, các bác kia. Vâng, thời tiết hơi tối tối, các bác thông cảm nếu em quay nhanh quá nhá. Con này thì được cái là cái khoang, úi giời, cốp này. Đấy, các bác nhìn này, cốp rất sạch luôn nhá. Cái khoang để đồ rất là sạch sẽ luôn. Đấy, không hề bị bẩn mũi tí nào. Và em này thì sàn thùng thì nó quá ok rồi. Đấy, sàn thùng này. Hay là hai cái cột hai bên này. Đấy, hai cột hai bên đây. Đấy, đính các cái ốc này là nó còn nguyên dấu mộc luôn. Còn nguyên luôn này. Bên này thế này. Và các bác để ý cho em là phần bên dưới là chỉ cốp sau này. Đấy, chỉ cốp sau nó còn led căng luôn. Đấy, bên này thế này. Toàn bộ chỉ cốp sau. Còn hệ thống đèn của em này thì đang sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng bóng đốt nhá. Đấy, đèn trong và không hề có bị ố mốc tí nào. Cảm biến phía đằng sau đầy đủ và xe thì đảm bảo cho anh em là không có bị đâm va, tai nạn ngập nước, gầm này, gầm sắt này, quá sáng luôn. Cái này thì em có hình ảnh chi tiết để gầm. Tầm này nó tối tối rồi. Nếu ở video này các bác xem không kỹ thì các bác có thể là điện thoại comment, em sẽ gửi video chi tiết, hình ảnh chi tiết cho các bác luôn nhá. Đấy, còn lại về chất của xe thì xe vừa mới về xong. Không có tượng đẹp nhưng mà nó vẫn còn sắt cứng. Đấy, gầm này. Gầm lét lẹt luôn. Đấy các bác nhìn không? Vâng. Và chiếc xe này thì nó đang sử dụng là động cơ máy dầu 3.2. Đấy, máy rất là khỏe và lành luôn. Đấy, kính điện là lên rất là nhanh chóng. Đấy, các bác bảo vừa mới nói xong cái mà thời tiết mưa đã mưa đầy này rồi. Đấy, cứ sử dụng như đi những cái son xe như thế này, vừa tránh mưa tránh nắng vừa khỏe. Đấy, để đồ được nhiều. Xong rồi mình đi công vụ làm ăn này rất là tốt luôn. Đấy, không hề có phải nghĩ ngợi gì. Đấy, xe thì còn ngon cứng luôn nhá. Và chiếc xe này cũng là một cái chiếc xe giá rất là hợp lý. Đấy, ui giời. Con này thì cái ti chống nó kém, ti chống đã cũ rồi, kém rồi. Thì các bác có thể bỏ qua. Đấy, ti chống này. Nhưng mà bên này này, các bác nhìn này, toàn bộ đầu rằng hai bên này. Đấy, toàn bộ đầu đây. Đấy, xe thì còn ok. Đấy, tai đèn thì còn ok như này thôi.
Và động cơ máy ở chiếc xe đang là động cơ máy dầu 3.2 nhá. Máy này thì tương đối là ok và lành, chủ yếu là khỏe và nó rất là bốc. Đấy, nó không bị các cái bệnh như là những cái dòng xe đời mới máy turbo. Đấy, thế nên là rất nhiều người tìm những cái dòng như thế này để đi. Và rất thích hợp với các bác nào ở tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên nhá. Nhiều bác rất là tìm rất là nhiều và đang xuống đây để tìm kiếm, nên là các bác nào mà cảm thấy hợp chân thì các bác cứ qua cửa hàng em xem xe trực tiếp, lái thử và trải nghiệm luôn mẫu xe bán tải vừa mới về cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô. Đấy, Ford Ranger Wildtrak đời 2015, máy dầu 3.2 bản full 2 cầu, xe đẹp và chất còn ngon. Nói chung là không thể đẹp bảo gọi là xuất sắc được, nhưng mà so với cùng cái tầm tiền như thế này thì thực sự đây là một cái mẫu xe vô cùng hợp lý nhá. Giá cả phù hợp này, xe ngon cứng này và không có lỗi lầm. Nếu các bác nào mà yêu thì em mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn. Và bên nhà em thì bán tải Ford Ranger còn rất là nhiều. Đây các bác nhìn này, còn rất là nhiều luôn. Thoải mái các bác lựa chọn hơn 20 đầu xe bán tải và cũng như là các cái dòng xe con, xe to là có hết nhá. Vâng, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Vũ Duy Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.